Đây là một bộ dàn Sony rất là khủng. Bộ này đang được tiến hành xử lý cái cơ cassette. Thay được bộ cơ này rất là phức tạp, sửa cái bộ cơ này rất là phức tạp. Như cái loa dây cu loa này là tính theo rổ luôn chứ không phải. Thì là rất nhiều loại nó khác nhau, loại nào cũng giống loại nào. Mỗi một con có một cái dây nó khác nhau, nên chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều cái loại dây như thế này. Làm những công việc này đòi hỏi anh em phải làm rất là kiên trì, tỉ mẩn. Bác nào mà nóng tính là khó làm á. Ok đó. Xong. Thank you.
phần cơ đã xong, bây giờ chúng ta ráp máy vào là xong và ok. Ráp nó vào vỏ là ok thôi. Thank you.
rồi.